Phía Thái Bình là đẹp hơn so với bên phía team Hà Nội. Đây là màn hình máy của game thủ Vô Thường. Anh soi tham rất nhanh. Một bài Vô Thường nhà cũng có thể nói là trống trải rồi. Nhà này mà đánh cung thì thực ra thì cũng có khá nhiều rừng, nhưng đây là một bài mà nếu như đánh cung. Vâng, nếu như một bài đánh cung thì không biết sẽ phải khung như thế nào để có thể thủ nhà một cách chắc chắn. Thường thì những bài đánh cung đẹp này, những bài đánh cung đẹp là những bài phải sát mép rừng cơ, tức là phải sát mép tường cơ. Còn đây là một bài mà các bạn có thể thấy là Vô Thường hoàn toàn không có một bức tường nào chống chống đông sao sau cả. Tôm thì sao? Chúng ta đến với màn hình máy của Tôm. Nhà này của Tôm. Vâng, nhà của Tôm. Công bằng của nó thì nhà của Tôm đánh cung dễ hơn so với nhà của Vô Thường. Có hai voi. Vâng, công bằng mà nói thì nhà của Tôm là đẹp hơn so với nhà Vô Thường. Thực ra thì đây là một bài mà chỉ cần một chủ được đủ. Nếu phiêu hơn một chút thì Vô Thường hoàn toàn có thể dâng ngà. Đấy là theo ý kiến cá nhân của tôi thôi. Còn đây là màn hình máy của Tiểu Bạch Long. Chúng ta hãy cùng đến với màn hình máy của Tiểu Bạch Long cầm cho son một chút. Để xem liệu những ngày qua khi mà anh trở lại, anh sẽ thi đấu như thế nào. Vâng, tôi rất tò mò phong độ của Tiểu Bạch Long. Cái lần cuối cùng mà Tiểu Bạch Long muốn tuyên bố giải nghệ, đó là phong độ của anh đã không còn như xưa. Nhưng mà dường như những thời điểm gần đây khi mà Tiểu Bạch Long trở lại thì anh đã có một sự thể hiện có thể nói là làm hài lòng fan hâm mộ của Tiểu Bạch Long nói riêng cũng như là cộng đồng MMA nói chung. Vâng, theo tin nhắn, theo thông báo của Vô Thường báo về thì ở góc 12 giờ có kẹp xăm và kẹp xăm cho son. Kèm xăm cho son của một game thủ nào đó của bên phía team Hà Nội. Hà Nội cộng he he. Vâng, một team mà có thể nói là cực kỳ mạnh. He he là một game thủ trẻ, đang một tay chém đang ở phong độ rất cao. Và họ về lớp Hoàng Mai Nhi thì luôn luôn là một cặp song sát từ trước đến nay của team Hà Nội. Và một cặp song sát thuộc hàng đầu của AOE. Cộng với đó là 9x nữa. Tuy 9x đã không còn như thời kỳ đỉnh cao, nhưng mà rõ ràng là kinh nghiệm của 9x khi mà vâng 9x sinh năm 92, một game thủ sinh năm 92 đánh với Long Thiếu Gia, vâng từng thi đấu với Long Thiếu Gia trong team Song Long từ vâng 9x đánh đỉnh cao từ hồi năm lớp 8, tức là anh đã phải đến gần chục năm trong nghề, vâng tuổi đời chục năm, tuy còn rất trẻ nhưng mà 9x là một game thủ có vâng có số má trong làng em Việt Nam. Chính vì thế mà với kinh nghiệm của 9x thì tôi nghĩ rằng đây là một kèo mà nếu như đánh giá về nhân lực thì bên phía team Hà Nội là có phần cửa trên. Nhưng rõ ràng là khi mà Tiểu Bạch Long trở lại và với phong độ cao như hiện nay thì tôi nghĩ rằng cửa thắng dành cho Thái Bình vẫn là rất cao, rất sáng. Nhất là khi trận đấu đầu tiên trong series đấu thứ nhất thì Thái Bình đang là quân đẹp hơn. Như vậy là ăn tranh với game thủ của ba rồi. Vâng, có ăn tranh. Kích đời, chưa kích đời mà xin thêm dân. Một bài kích rất sớm đến từ game thủ Vô Thường. Chúng ta hãy cùng chờ xem Vô Thường kích ở phút thứ bao nhiêu. Kích 10 phút 13 giây. Vâng, 10 phút chưa kích được. 10 phút 18 giây với 27 nông dân xem. Nâng chặt gỗ và xin thêm con bung tê. Một bài mà nhà Vô Thường vẫn quyết định đánh cung. Sẽ khung vào trong cái hốc này. Vâng, đây là một bài mà có lẽ là chui hốc thôi. Do có kẹp xăm nên Vô Thường sẽ đánh không khác gì đánh ở ngoài cánh cả. Tiểu Bạch Long, chúng ta hãy cùng xem Tiểu Bạch Long đánh đâu. Vâng, đánh vào trong cánh hay là sẽ để mặc vô thường solo với cái thủ cầm cho son màu 3 về lớp. Vâng, như vậy là game thủ Tiểu Long đã quyết định là bỏ mặc Vô Thường, cho Vô Thường solo về lớp với một bài cho son xem. Nếu như ở kèo solo này ở Việt Nam thì xem vẫn là cửa trên khá nhiều, nhưng đây là một kèo 4-4 chứ không phải là kèo solo. Nếu như cho son có thể ôm chết được xem thì lợi thế lại là thuộc về các game thủ Việt team Hà Nội. Màn hình máy của game thủ Gunny 24/32. Gặp nhà của game thủ một Hoàng Mã Nhi cánh phía bên này cũng dường như là cũng cầm cho son, nếu tôi nhớ không, Hoàng Mã Nhi là người cầm một cái cung gì đấy cơ. Vâng, dường như là AC. Nếu như Hoàng Mã Nhi là người cầm AC thì các game thủ phía team Hà Nội là hơi khó rồi, bởi vì dường như là AC của Hoàng Mã Nhi là cung không phải AC. Vâng, nhà này là Hitty rồi. Vâng, Hoàng Mã Nhi là người cầm Hitty. Vâng, Hitty về AC về mặt cơ bản của nó thì nó cũng không khác gì nhau nhiều, đều là cung tuyển cả. Và với việc có một cung tuyển ở phía bên ngoài cánh như thế này thì các game thủ bên phía team Hà Nội là hơi khó.
bởi vì Hiti của Hoàng Mai Nhi lại cùng cánh với Seng của game thủ Gunny. Và đến thời điểm này thì Hoàng Mai Nhi vẫn chưa lên đời. Như vậy vâng, Gunny biết việc Hoàng Mai Nhi chưa lên đời, chém thẳng vào trong cánh và gặp nhà của He cũng là người đánh cung. Vâng, He là người cầm quân gì? He chết rất nhiều dân trong tên này. Dường như He mới là người cầm AC. Vâng, dường như He là người cầm AC trong trận đấu đầu tiên. He đã chết quá nhiều dân ở bãi, vâng, bãi quả mà anh không để ý. He đã bo bãi gỗ rong nhưng mà He đã thiệt hại rất nặng nề. Bây giờ thì Hoàng Ba Nhi là người không lên đời. Thì bây giờ sau khi chém xong He, Gunny tạt lại một tơn để lấy nốt tham của game thủ Hoàng Ba Nhi ở cánh bên này nữa là xong. Vâng, cánh bên này coi như thông. Gunny chém rất tốt. Vâng, chém bây giờ thì sẽ chém vào nhà của Hoàng Ba Nhi, gây áp lực lên nhà của Hoàng Ba Nhi. Như vậy Tôm trong cánh là người khỏe. Chúng ta đến với màn hình máy của Tôm để xem anh đã đẩy quân rồi chưa. Vâng, chui hốc 35/44 và bắt đầu đẩy quân cung ra ngoài. Tấn cung đầu tiên của game thủ Tôm sâu kêu. Một bài mà Tôm hoàn toàn, vâng, một bài mà Tôm hoàn toàn có thể đánh thoải mái và phát triển rộng ra. Nhưng mà Gunny là người đã cân hai cánh bên này, nghe đã rất yếu rồi, chỉ còn một mình Hoàng Ba Nhi thôi. Vâng, một cái vẻ e, một pha vẻ e có thể nói siêu kinh điển đến từ hai game thủ của team Thái Bình. Và pha vẻ e ngay sát lưng bốn con nông dân đã khiến cho nó không thể di chuyển được gì khi những con nông dân khi mà cờ cung RAC bắn ở phía ngoài. Bây giờ thì Hoàng Ba Nhi đã mang quân ra đỡ nhà, nhưng mà nếu như chỉ cần cái e này nổ, vẫn chỉ cần một con, bất kỳ một con lạc đà nó lọt vào trong nhà của game thủ Hoàng Ba Nhi thôi, thì Hoàng Ba Nhi cũng sẽ bay nhà tiếp theo. Và nghe he thì gần như là đã không muốn tính thi đấu rồi, chết quá nhiều dân những thời điểm ban đầu. Vâng, về lớp resize luôn. Và tỷ số là 1-0 dành cho cặp đôi, dành cho bốn game thủ phía team Thái Bình. Chưa kịp xem là không biết là cánh bên này thì Vô Thường đã thi đấu với game thủ về lớp kiểu gì. Đây là màn hình máy của Vô Thường. Vâng, đây là màn hình máy của Vô Thường và có vẻ như là cũng đang có rất nhiều lợi thế trước một Velus cầm cho son và cũng lên đời không phải là sớm. Chiến thắng đầu tiên khá dễ dàng. Chúng ta hãy cùng chờ đợi để đến với trận đấu thứ hai ngay sau đây thôi.